Anh Phước Lộc ơi, thử top 1 bằng cách one shot mà không dùng bơm keo đi anh. One shot mà không dùng bơm keo, gọi sao mà chơi. Nhưng mà thôi, để chịu lòng anh em, tôi cũng chơi luôn nha. Rồi rồi, tôi đã kiếm được 2 cây súng, có thể one shot tầm xa và tầm gần luôn. Hình như tôi mới thấy có một đứa ở bên đây nè. Mày dám bắn tao? Ơ đậu sao anh bắn hột? Mày ngon mày thử đứng nghiêm cho tao bắn thử cái cao coi. Trời là trời, nó đứng nghiêm nó bắn tôi luôn. Cái kiểu này là không được rồi, phải bật hot chạy bằng cơm lên thôi. Nạp cạc 50.000, kéo tầm hết sọ. Cái thằng nào vừa cứu đồng đội bên đây đâu rồi? À đây rồi, đây rồi. Headshot. Ủa, headshot. Trời là trời, cái thằng này mày đừng có chạy nữa coi. Headshot vô người. Mình quan sọt vô người là được rồi, đâu có cần hé sọt đâu, đúng không anh em? Hình như là nó đang bắn thằng nào trên đây nè. Thôi giọt lẹ giọt lẹ. Mấy anh trai ơi, em không có bồn kèo hả mấy anh trai ơi? Sao mà bắn được, sao mà bắn tôi được? Gặp ông chùm quan sọt mà không sợ hả? Quên nữa, không có bồn kèo.